Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đài VOA tối thứ Tư hàng tuần bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam. Tuần này với sự trở lại của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Trâm Y xin chào bác sĩ Hội và xin chào quý khán giả. Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp, nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày những thông tin mới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhận những thắc mắc của quý vị liên quan tới sức khỏe và gửi cho bác sĩ Hội để giải đáp trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp livestream trên Facebook của VOA lúc này nha. Quý vị có bất cứ những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề hoặc không liên quan, cứ vui lòng gửi cho chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị hết mức có thể để quý vị có thể bảo vệ sức khỏe của mình và chăm sóc cho người nhà mình thật tốt, nhất là trong mùa dịch Covid này. Thông tin ngày hôm nay, chương trình dành cho những cái thông tin mới liên quan tới Covid, đại dịch virus corona chủng mới. Thưa bác sĩ Hội, trong suốt thời gian qua, mình đã dành rất là nhiều thời gian để nói về cái Covid này là một loại virus rất là lạ và rất là độc. Cho nên là mọi người vẫn còn phải đang tìm cách chống chọi với nó. Thì trong lúc mà người ta tìm phương cách này, phương cách kia để ngăn ngừa và chữa trị Covid-19 thì có rất là nhiều những cuộc nghiên cứu với những khám phá mới được đưa ra. Với những cái khám phá này, nếu mà chúng ta hiểu biết nhiều chừng nào đó thì chúng ta có thể bảo vệ cho mình nhiều chừng nấy trong lúc chờ phương thức chữa trị. Dạ, xin bác sĩ Hội cho biết một cái thông tin mới nhất đó là người ta nói rằng là nam giới dễ bị mắc Covid-19 hơn là nữ giới, là do là trong cái máu của nam nó có những cái enzyme mà có thể giúp cho cái Covid-19 này nó dễ lây cho tế bào hơn là ở nữ. Thì xin bác sĩ giải thích chi tiết là cái enzyme là cái gì, nó như thế nào và vì sao nam lại khác nữ như thế, và vấn đề Covid nó ảnh hưởng đến sự lây nhiễm đối với từng đối tượng, thưa bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn cô Trà My. Trước hết thì mình cũng biết là cái con coronavirus này nó quá mới đi. Do đó là những cái nghiên cứu nó chưa đủ thời gian để mà biết rõ được cái con siêu vi này. Do đó thì chúng ta ở trên thế giới, những cái nhà nghiên cứu hiện giờ họ rất là băn khoăn và cố gắng mở hết tốc độ, bỏ biết bao nhiêu là tiền, tỷ đô la để mà nghiên cứu đó. Nhưng mà mỗi ngày thì chúng ta lại có được những cái mới, đó là những cái tốt để mà cho những cái nhà khoa học để mà có thể ứng dụng vào công việc điều trị cũng như là chủng ngừa, hai cái mục tiêu rất là quan trọng. Thì trong mới đây nhất thì có một cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là nó kêu là một cái những người đàn ông đó là dễ bị hơn đàn bà. Và qua những cái nghiên cứu mà từ ở bên Trung Quốc cũng như ở các nước trên thế giới và ở Mỹ đó, thì cũng vậy, thì cái số người đó là đàn ông mắc bệnh nhiều hơn đàn bà. Lý do là bởi vì đàn ông nó có một cái loại kêu là enzyme thì tiếng Việt ta kêu là chất men. Cái chất men đó nó đã, mà chính vì cái chất men đó mà cái con tế bào đó, cái con virus, cái con siêu vi nó tấn công vào cái người đàn ông nhiều hơn. Do đó cái nguyên tắc đó thì người ta sẽ dựa vào, ta tìm những cái cách nào để mà làm giảm cái enzyme đó đi. Thì như thế đó thì con cái tế bào nó sẽ hoạt động kém đi. Đấy là cái nguyên tắc mà ta tìm ra, ta biết được như vậy, ta sẽ áp dụng trong những phương thức điều trị cũng như là chủng ngừa. Thì như vậy tôi xin nói lại là những cái nghiên cứu cho biết rằng là cái cơ thể người đàn ông đó dễ bị nhiễm siêu vi Covid-19 hơn là phụ nữ đó, thưa quý vị. Dạ, bác sĩ có nhắc tới cái chất men, cái chất enzyme hoặc là enzyme theo tiếng Anh đó. Thì cái chất đó nó có trong máu phải không bác sĩ? Và nó có ít nhiều thay đổi theo độ tuổi, thể trạng hay như thế nào không? Thì đúng, bình thường đó là có những cái chất men ở trong cơ thể mình, có rất nhiều chất men. Thì cái chất men này cũng là một cái đặc biệt mà nó có ở trong máu, có sẵn ở và có thể đúng độ tuổi và cái giới tính, tức là đàn ông hoặc là phụ nữ. Thì do đó ở đàn ông đó thì cái men này nó nhiều hơn. Vì thế như lúc nãy đã nói là người ta nghiên cứu ta thấy rằng là chính cái chất men nhiều đó nó làm cho cái con siêu vi nó tấn công dễ dàng hơn cái cơ thể của người nam giới đó, thưa quý vị. Dạ vâng. Như vậy thưa bác sĩ thì có cái chất xúc tác nào hoặc là cái thuốc nào tác động bên trong hoặc bên ngoài cơ thể để giúp hạ cái men này xuống hoặc hạ cái enzyme này xuống để mà có thể phòng ngừa với Covid tốt hơn hay không? Tại vì cái chất men này nó càng cao thì Covid nó càng dễ tấn công các tế bào, dễ làm cho các tế bào bị lây nhiễm. Thì mình có thể điều khiển hạ giảm cái chất enzyme đó được hay không, bằng cách nào? Thì cái này nó cũng hết sức là phải nói rằng nó phức tạp. Thì tuy nhiên thì các cái nhà khoa học người ta cũng nghiên cứu một số các loại chất để làm thế nào để giảm cái men nó đi. Đó, thì hiện nay cũng chưa có cái gì kêu là rõ ràng lắm, tuy nhiên người ta mới tìm thấy ban đầu mà thôi. Thì do đó là chúng ta cũng phải chờ một thời gian để cho biết chắc chắn. Từ đó đi người ta sẽ kêu là chúng ta đề nghị hoặc là khuyến cáo chúng ta cần dùng những cái gì để làm thế nào để mà cái men nó giảm đi. Và như thế đó, cái việc mà con coronavirus Vũ Hán đó, là nó không có tấn công nhiều. Đó thì chúng ta cũng phải chờ, chứ bây giờ không thể vào đi chi tiết được, thưa quý vị. Dạ, với cái thông tin vừa rồi thì mình cũng thấy là nó giải thích cho thấy tại sao cái số bệnh nhân nam mắc Covid-19 này có dường như là nhiều hơn bệnh nhân nữ, ngoài những cái yếu tố như là người nam có những cái sức khỏe, vấn đề về sức khỏe nhiều hơn giới nữ, chẳng hạn như là họ có thể bị gan, họ có thể bị thận, họ có thể bị cholesterol hoặc là mỡ trong máu hoặc là những cái bệnh tiểu đường. Ngoài những cái yếu tố đó thì cái chất enzyme tự nhiên trong cơ thể nam giới cũng có thể là một yếu tố giúp cho Covid-19 dễ tấn công họ hơn. Dạ, vẫn nói về cái vấn đề lây nhiễm Covid thưa bác sĩ, thì trước đây đó người ta nghe nói là cái cách lây nhiễm là do người ta ho, hắt hơi, rồi những cái giọt li ti nó bắn vào không khí và người khác hít phải, nhiễm phải hoặc sờ phải, đưa vào mắt mũi miệng. Nhưng mà nay thì càng ngày người ta càng phát hiện ra là không cần phải có những cái động thái như là ho, hắt hơi mạnh như vậy thì mới văng vi trùng ra, văng virus corona ra để mà lây, mà là nói chuyện bình thường. Với một cái âm lượng bình thường không cần phải to tiếng vẫn có thể lây virus corona như thường. Xin mời bác sĩ trình bày thêm thông tin này. Vâng, thì cái nguyên tắc đó, lây bệnh thì là đường hô hấp. Do tất cả những cái gì đó mà cái cơ thể của chúng ta hít vào, hít qua mũi hoặc là qua miệng, hoặc có thể cả mắt nữa, cái niêm mạc đó, thì khi mà chạm vào những cái niêm mạc đó, nó chạm phải cái con siêu vi đó thì chúng ta có thể mắc. Thì từ trước giờ thì chúng ta nói là khi mà ho thì đương nhiên là ho thì có những nó bắn ra những cái tia rất là nhỏ, thì cái tia đó đó nó có thể ở trong không khí trong vòng 1-2 giờ vân vân, và nó có thể hạ xuống. Thì bây giờ thì những nghiên cứu mới nhất đó, thì cái chuyện này thì người ta cũng biết từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ đây là những cái nghiên cứu mới đó, thì người ta đo những cái khi mà nói chuyện, chúng ta nói chuyện bình thường, cái này nói chuyện bình thường chứ không cần là phải la lớn hay là như nào, thì bình thường như vậy đó thì nó sẽ bắn ra những cái giọt rất là nhỏ, rất là như là bụi vậy đó. Thì cái bụi đó nó lơ lửng ở trong cái không khí đó, có thể là từ 8 phút hay là 10 phút vân vân, thì tùy theo cái môi trường. Thì trong khi như vậy thì cái người đối diện với chúng ta có thể hít vào. Đó, cái đó là những cái nguy hại, những cái nguy cơ mà cái người chúng ta nói chuyện với nhau mà ở quá gần nhau đó thì có thể sẽ chúng ta sẽ bị lây nhiễm. Cũng như là trong cái môi trường nó kêu là bít kín đó, nó close đó, thì tất cả những cái giọt nó ở trong nó nhiều hơn. Nhưng mà nếu cái môi trường chúng ta mở cửa ra thì cái ta kêu là không khí thoáng khí đó, thì cái nó sẽ bạt cái đó đi, nó đánh bạt những cái nhỏ cái kêu là VT đó, cái VT giống như hạt bụi vậy đó, thì nó bay đi thì nó đỡ hơn. Tuy nhiên xin nhắc lại là gì, khi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau không cần phải ho cũng có thể mắc bệnh, do đó, chúng ta cần phải cách xa nhau là như vậy, do đó là kêu là social distance là như thế, chúng ta cách xa ra. Thì bây giờ hiện tại ta nói là 6 feet phải không ạ? Nhưng mà xa hơn thì càng tốt, phải không ạ? Do đó rất là cẩn thận, vì chúng ta nói chuyện không thôi cũng có thể bị nữa, thưa quý vị. Dạ, cho nên là người ta phải cách xa nhau ít nhất 2 mét, mà còn thậm chí là phải đeo khẩu trang nữa, để khi mình nói như vậy là mình không có văng những cái tia nhỏ ra để mà lây cho người khác. Mình đeo khẩu trang để mà mình tự mình ngăn mình không có lây nhiễm cho người khác, hơn là mình tự vệ mình trước người khác bị lây bệnh cho mình, phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng. Thì dạ, ai cũng nghĩ rằng mình vừa bảo vệ cho mình mà vừa bảo vệ cho người khác, mà nhất là nếu chúng ta là người mắc bệnh. Nếu đã là mắc bệnh thì bắt buộc chúng ta phải mang khẩu trang, bởi vì khi mà chúng ta nói là nó văng ra đó là có siêu vi ở trong đó. Và nếu chúng ta không mắc bệnh đó thì có thể là nó ít cái nguy cơ hơn. Tuy nhiên thì nếu mà gần nhau á, thì hay hết là mình đeo khẩu trang thì nó tốt hơn. Dạ vâng. Vẫn nói về những cái thông tin mới về Covid-19 mà người ta càng nghiên cứu càng phát hiện ra đó, thì ngoài những cái giọt bắn li ti đó thì có nhiều người họ cũng thắc mắc về những cái phân tử Covid trong phân thì nó có lây bệnh, nó có lây nhiễm hay không thưa bác sĩ? Thì cái vấn đề nghiên cứu này nó cũng chưa được rộng rãi, mà tuy nhiên thì người ta trong những cái ta nhận xét khi mà có những cái trường hợp ở bên Trung Quốc đó, thì có những người ở trên tầng lầu cao và những người ở tầng lầu dưới đó, thì người ta thấy rằng là không có tiếp xúc với nhau, nhưng mà người ở tầng lầu dưới vẫn bị, người ta cho rằng là cái nước, cái phân thải đó đi xuống dưới và bên dưới này có thể lây nhiễm. Thì cái đó là lúc trước. Thì bây giờ đó thì người ta lại nghiên cứu rằng là những cái phân đó đó là bởi vì khi mà cái tế bào ở trong cái ruột non đó thì nó cũng có cách làm thế nào nó hủy đi, do đó ở phân không có, nó không có nguy cơ cao. Đó, hiện tại đó ta thấy rằng không có nguy cơ cao là có thể lây bệnh giống như là những cái bệnh truyền nhiễm khác mà nó rất là lây qua bằng đường phân. Đó, thì tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa có thể kết luận được đâu. Do đó chúng ta cẩn thận, chúng ta cũng phải tránh tất cả những cái gì có thể đụng chạm vào những cái cơ thể, những cái chất thải của cơ thể người bệnh nhân ra đó, thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Mặc dù có những cái có những tin tức mới như vậy đó, nhưng mà chúng ta cũng chưa có thể dựa vào đó để ta nghĩ rằng là hoàn toàn không có bị gì cả, dù chúng ta có tiếp xúc với phân của bệnh nhân đó, thưa quý vị. Dạ, dẫu biết rằng là cái virus corona chủng mới này nó gây ra và nó lây lan gây bệnh qua cái đường hô hấp là chủ yếu, nhưng mà tất cả những cái gì từ cái chất thải con người cũng có thể là một cái cầu nối, cũng có thể là một cái nguyên nhân để mà truyền bệnh từ người này sang người khác. Trâm Y nhớ tới là cái hồi dịch năm 2002 hay là 2003, SARS, dịch SARS cũng là virus đường hô hấp, nhưng mà người ta cũng nghi ngờ cái vấn đề là phân thải ra thì nó có những cái virus đó bám trên phân và nó lây cho người khác. Cũng là xuất hiện từ những cái trường hợp mà căn hộ trên căn hộ dưới đó, thì có người lây lẫn nhau. Cái chuyện này nó đã áp dụng, nó đã thấy có xuất hiện ở thời kỳ bệnh SARS rồi phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng, do đó thì qua những kinh nghiệm trước đây đối với lại coronavirus nó có nhiều loại lắm. SARS trước đây cũng là một cái loại coronavirus, thì bây giờ cái loại này nó kêu là SARS-2, SARS-2, tức là xưa là SARS-1 bây giờ SARS-2 đó, thì nó cũng có những điểm tương tự. Mặc dù chúng ta chưa biết rõ cái kỳ này, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng những cái gì mà đã tìm ra ở cái SARS-1, tức là cái bệnh SARS trước đây đó, thưa quý vị. Do đó thì chúng ta hay hết là tất cả những cái gì đó mà cần thiết để mà chúng ta ngăn ngừa cái bệnh nhiễm trùng đều là tốt cả. Thí dụ như là tôi xin nhắc lại là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Thứ hai là có thể là sát trùng bằng những cồn có độ cao trên 65. Thứ ba là tránh những cái tiếp xúc với người bệnh nhân đang hiện đang là dương tính, hoặc là chúng ta có những cái biện pháp khác mà hiện nay thì ai cũng có thể biết được. Đó là các cái cơ quan của chính phủ cũng như là cái y tế ở địa phương đều người ta cũng có hướng dẫn của chúng ta đó, thưa quý vị. Chúng ta phải áp dụng thì chúng ta có cái khả năng là chúng ta sẽ tránh được. Chúng ta nói thật ra thì chúng ta thấy số đông thật á, nhưng mà nếu so với dân số, thí dụ nước Mỹ, dân số nước Mỹ bây giờ là 300 triệu chẳng hạn, thì bây giờ thì thấy rằng là cái thống kê cho thấy là hôm nay là 1,5 triệu chẳng hạn. Thì như vậy nó cũng có, nhưng mà nó không phải là quá cao. Tuy nhiên chúng ta không phải vì thế mà chúng ta xem thường. Chúng ta nên chúng ta phải cần có những biện pháp làm thế nào để mà chúng ta tránh lây nhiễm đó, thưa quý vị. Dạ vâng, quý vị đang cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin mới, những khám phá mới trong các cuộc nghiên cứu mà giới khoa học vừa đưa ra để mà giúp cho mọi người cùng hiểu biết và ngăn ngừa được cái dịch Covid-19. Đó là những thông tin từ các cuộc nghiên cứu mà chúng tôi đang gửi tới quý vị, những thông tin mới nhất. Thì thưa bác sĩ Hội, trong lúc mà mình đang nói về những thông tin mới này thì cũng có những vị đang theo dõi và họ cũng có những cái thắc mắc là họ, như bạn Trương Đức Phát họ hỏi là nếu cái virus này đó là gọi là virus corona chủng mới thì nó đã có mấy lần biến chủng so với cái chủng ban đầu rồi thưa bác sĩ? Tuy nhiên ta đã biết là cái coronavirus nó có nhiều loại, có nhiều loại. Cái loại này khác loại kia có nghĩa là gì? Đúng, nó có thể nó thay đổi tùy theo cái môi trường, tùy theo cái những cái điều kiện. Thì giống như chúng ta nhìn thấy ở những cái con vật chẳng hạn. Con vật thí dụ như là con chó đi, có thể con chó ở xứ này nó như thế này, con chó ở xứ khác nó cũng thay đổi. Đại khái thì đây cũng vậy, nó có những cái nơi nó xuất phát ra tùy theo cái điều kiện mà có thể gây ra những cái chủng, nó kêu là do đó kêu là chủng mới hơn cái cũ đó, thì nó có khác nhau. Thì đấy là những cái điều mà làm cho cái người ta cũng phải rất là nhức đầu, bởi vì nó thay đổi hoài. Thì giống như là bệnh flu chẳng hạn, bệnh cúm á, Quý vị biết là cứ mỗi năm đó là chúng ta đều có bệnh cúm cả, nhưng mà cái chủng ngừa đó nó chỉ có tác dụng cho cái năm đó mà thôi. Thì năm sau cái chủng cúm nó lại thay đổi, do đó là chúng ta phải lại có cái thuốc chủng khác nữa. Do đó hàng năm chúng ta cần phải chủng ngừa đó, thưa quý vị. Đấy, cái điều đó là chúng ta nên nghĩ trong đầu là không bao giờ nó giống nhau hết, mà nó có khác. Đôi khi bây giờ nó lại trong vòng một vài tháng tới nó lại đổi đi, hay là tới mùa thu sắp tới đây nó đổi đi, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta tìm được thuốc chủng cho các loại này thì họ có thể nghiên cứu dễ dàng hơn cho cái thuốc chủng cho loại khác đó, thưa quý vị. Dạ, virus thì biến đổi liên tục, biến chủng liên tục. Đó là lý do vì sao mà vẫn là ngừa cúm mà hàng năm chúng ta phải tiêm lại, ngừa lại mỗi năm, chứ còn không thể chích một lần là được, ngừa được ít nhất 2 năm đâu. Tại vì mỗi năm nó lại có những cái chủng mới, nó lại biến đổi. Thành ra mình phải cứ cập nhật những cái loại thuốc, những cái loại vaccine để mà kịp thời ngăn chặn nó. Đối với virus corona cũng vậy, nó cũng là một loại virus thì nó cũng đã biến chủng rất nhiều rồi, và trong tương lai người ta dự kiến nó còn biến chủng phức tạp hơn thế nữa. Thành ra cái sự cẩn thận vẫn là quan trọng nhất. Thưa bác sĩ, nói về vaccine thì có người hỏi rằng thấy trên báo là cho biết là đã thử vaccine trên người rồi, có phải không thưa bác sĩ? Dạ xin cập nhật thông tin về vaccine. Hiện nay đã có rất là nhiều những cái kêu là cái thử nghiệm, thì hiện tại có một số đã thử nghiệm trên người và đã có kết quả, nhưng kết quả đó chưa đủ để cho những cái nhà khoa học đó là người ta chấp nhận rằng là cái đó thứ nhất là nó hiệu quả hoàn toàn. Hiệu quả nó có nhiều nghĩa, hiệu quả có nghĩa là thế nào, nó làm cho người ta không có bị mắc bệnh. Thứ hai là nó kéo dài hay không, nó có lâu hay không. Nhưng chúng ta biết là cái bệnh cúm vậy thì nó chỉ kéo dài có một năm đó, rồi nó lại, nhưng mà qua cái cúm khác nó thay đổi. Do đó cái hiệu nghiệm là gì? Thứ nhất là nó có kết quả, thứ hai là nó kéo dài. Rồi cái thứ hai là cái gì? Là cái an toàn. Thì nếu mà cái vaccine đó mà chích vào trong người nó không gây ra phản ứng phụ, không gây ra những cái tác dụng phụ đó thì người ta mới chấp nhận. Còn nếu cái tác dụng phụ nó mà quá mạnh, nó quá nặng đi thì người ta không chấp nhận. Hiện tại thì chưa thấy có tác dụng phụ gì mà có thể là nó chỉ rất là sơ sài thôi thì họ có thể chấp nhận được. Thì bây giờ là người ta đi qua cái thử nghiệm cái giai đoạn 2, tức là giai đoạn như là cho đại trà, nghĩa là rất là đông. Lúc trước chỉ cho một số nhỏ thôi, thì bây giờ cho là rất là đông. Thì trong thời gian một vài tháng đó thì có thể là người ta sẽ xét coi như thế nào. Nếu mà như vậy đó thì hiện tại đó thì chúng ta thấy rằng là có những cái tin tức cho rằng là có thể cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Thường người ta nói là thường một năm hoặc là 18 tháng chứ không có nhanh được. Nhưng mà bây giờ nó có những phương pháp mới nữa, có những cách mới thì người ta có thể thay đổi hơn là thời xưa. Thì có thể hy vọng là chúng ta có vào cuối năm nay hoặc là đầu năm tới. Điều đó nếu mà những cái diễn tiến đó, nó tốt đẹp, nó không có gì thay đổi cả đó, thì cái đó là cũng tin mừng cho chúng ta. Và hy vọng khi mà có cái chúng ta có thuốc chủng rồi, chúng ta không sợ gì cả, ai cũng có thể chủng ngừa. Thì chúng ta có thể cái số mà nhiễm bệnh nó rất là thấp, chắc chắn là cũng có thôi nhưng mà rất là thấp. Do đó thì chúng ta cũng chờ đợi, hy vọng, phải nói rằng là nếu mà chúng ta có tin tưởng đó thì cũng cầu nguyện để làm sao để cho cái kết quả đó nó là thật sự, nó là được tốt đẹp, thì thế giới sẽ thoát được cái cơn đại dịch này đó thưa quý vị. Dạ, đó là nói về biện pháp ngăn ngừa với những vaccine họ đang thử nghiệm trên người ở rất là nhiều nơi. Họ đã bắt đầu những cái giai đoạn tiếp theo và họ rất là mong là có thể fast track, tức là tăng tốc tối đa để có thể cho cái virus vaccine này nó ra được thị trường càng sớm càng tốt. Còn nói về cái phương thuốc điều trị đó thưa bác sĩ, thì cũng có những cái loại thuốc mà người ta tranh cãi bấy lâu nay. Mà trở lại với câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa là thuốc chống sốt rét, thì có rất nhiều người bảo là tốt, có rất nhiều người bảo là chưa tốt, đợi hẳn tại vì chưa có cái gì thử nghiệm sâu rộng và trên số nhiều. Thành ra xin bác sĩ cho biết những cái thông tin mới nhất cập nhật tới giờ phút này về cái thuốc chống sốt rét đối với Covid như thế nào. Mà Trà My vừa thấy là ở Mỹ này thì mọi người cũng đang xôn xao bàn tán là việc chính Tổng thống Trump cũng đang sử dụng cái thuốc chống sốt rét đó cho ông. Thưa quý vị, cái vấn đề này đó, nói chung là vấn đề điều trị đó thì nó có thứ nhất là người ta điều trị thử có kết quả, cho đến khi nào có những cái nghiên cứu mà nó đầy đủ hơn thì người ta một cách chính thức xác nhận. Thì trong cái thời gian thuốc nó cũng vậy, có những cái loại thuốc đó người ta chính thức là cái thuốc này điều trị cái bệnh này, bệnh kia, nhưng mà nó có những cái kêu là off label, bác sĩ có thể cho được có thể điều trị được. Tức là off-label có nghĩa là gì? Tức là chính thức thì không có, chính thức thì không có, nhưng mà bác sĩ có thể thấy rằng ok, chúng ta cứ việc được điều trị cái đó. Thì hiện tại đó, nói về hydroxychloroquine đó, thì nó có một cái chính thức là gì? Chính thức đó là điều trị sốt rét, phòng ngừa sốt rét. Và thứ hai là điều trị một số bệnh về thấp khớp và một số bệnh về ngoài da nữa cơ. Đó, cái đó là chính thức. Nhưng mà nó kêu là off-label thì hiện nay đó, mới vài ngày nay thì đã đưa lên trên, FDA đưa lên trên, nó kêu là off-label. Quý vị có thể điều trị được bởi vì là FDA đã cho khẩn cấp để mà điều trị thử nghiệm. Đó. Nghĩa là không cấm, nhưng mà quý vị có thể điều trị đi. Thì nhưng mà phải cẩn thận bởi vì chưa có cái gì nó rõ ràng lắm. Thì cái người bác sĩ mà cho điều trị đó rất là cẩn thận. Thì nói về cái hydroxychloroquine này đó, thì ở Việt Nam lúc trước là bây giờ chính thức đó thì vẫn là như vậy, là trước khi chúng ta ở đến một cái nơi mà bị bệnh sốt rét đó, thì ta uống 2 viên trong vòng 1-2 tuần lễ trước, rồi trong thời kỳ mà ở những vùng sốt rét chúng ta uống mỗi tuần 2 viên, cứ ngày nào cứ một tuần một ngày thôi, là uống 2 viên cứ đều như vậy, là cứ mỗi tuần như vậy. Rồi sau khi rời khỏi khu đó chúng ta về đó cũng phải trong mấy tháng nữa thì chúng ta mấy tuần nữa chúng ta tiếp tục uống, thì cái đó là một cái chính thức, ta đồng ý. Thì bây giờ cái Covid-19 này như vậy, có một số bác sĩ ở bên Pháp cũng như là bên Trung Hoa, người ta cũng đã thử nghiệm và thấy có kết quả, nhưng mà chưa đủ để xác nhận cái đó là chính thức được công nhận, nhưng mà người ta vẫn coi là đó là một cái off-label. Nếu quý vị muốn điều trị cũng được, nhưng mà dĩ nhiên các bác sĩ nào điều trị đó cũng phải theo dõi theo những cái điều mà người ta nghiên cứu, người ta cho biết. Thì cái chuyện là tôi đó, nếu mà giả sử quý vị đã biết là ở các những nước nghèo đó thì chờ cái thuốc, thí dụ những cái thuốc mà các cái nước đang nghiên cứu đó nó rất là mắc tiền, mà có thể người ta chết rất nhiều. Thì tôi biết là rất nhiều nước đang điều trị bằng hydroxychloroquine, chắc chắn. Dạ, hiện bây giờ Trâm Y đã bị mất tín hiệu của bác sĩ Hội. Không biết là chúng ta có thể nối lại đường dây với bác sĩ Hội ngay lúc này hay không? Chúng ta đang chờ kỹ thuật viên như thế nào nha quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình nói về những thông tin cập nhật về virus corona, tức là Covid-19. Và chúng tôi đang cùng bác sĩ Hội trình bày những cái thông tin mới nhất từ giới khoa học. Họ đã nghiên cứu, họ đã khám phá ra những cái thông tin mới này như thế nào, thì bác sĩ Hội sẽ diễn giải cho quý vị, cũng như giải thích rõ ràng để quý vị hiểu biết mà phòng bệnh cho mình, cũng như là tránh sự lây lan cho những người khác. Hiện bây giờ thì chắc chắn là kỹ thuật viên đang cố gắng liên lạc lại với bác sĩ Hội, vì chúng tôi đã bị mất đường dây. Xin quý vị chờ cho đôi lát nhé. Ở đây chúng ta có những cái câu hỏi mà Trâm Y nghĩ rằng là những câu hỏi này thì không chỉ những người đang thắc mắc mà những người đang xem đài cũng rất cần những cái câu trả lời cho những câu hỏi đó. Dạ, quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì có thể like và share trong lúc này để chúng ta có thể giới thiệu cho nhiều người cùng biết nữa. Không biết là mình đã nối lại đường dây với bác sĩ Hội được chưa ạ? Dạ, chúng tôi vẫn còn đang chờ tín hiệu từ phía đầu dây của bác sĩ Đỗ Văn Hội. Dạ, xin lỗi quý vị, tôi đang trở ngại cái đường dây một nơi khác họ gọi thôi, đâm ra sorry. Thì bây giờ trở lại nói về cái vấn đề mà điều trị đó. Thì ở những cái nước nghèo đó, bây giờ chờ một cái thuốc mà giật có tốt đi nữa cũng phải nhiều khi cả 6 tháng và năm nữa thì chết rất là nhiều. Hiện tại người ta đã dùng, ta điều trị bằng hydroxychloroquine. Thì cái đó nó kêu là off-label, nhưng mà bởi vì đòi hỏi như vậy, nếu không thì ta chết. Và tôi thấy rằng là đúng, nó cũng có cái kết quả chứ không phải không, nhưng mà để mà được chính thức đó thì cũng phải một thời gian sau thì những cái nhà nghiên cứu chính thức, thí dụ như FDA thì người ta mới công nhận chính thức. Hiện tại vẫn là cho ở nước Mỹ vẫn cho điều trị, nó kêu là nó kêu là khẩn cấp đó, điều trị thử nghiệm khẩn cấp. Và chúng tôi xin nói rằng cho nhân dịp này tôi nói là tôi có một người y tá Việt Nam, tôi biết một người y tá Việt Nam đã làm cho Mỹ là 30 năm rồi, và anh ta là đã mắc phải cái bệnh này, và anh ta đã phải đi vào cấp cứu. Anh ta còn trẻ thôi, chú trung niên thôi, chú không có già lắm, và anh ta là rất là nguy cấp. Và may đó thì người ta đã điều trị và hết 5 ngày là hết, 5 ngày là hết. Người ta đuổi về luôn, không cho ở nữa. Tại khái thì nó đùa chơi là không có cho ở nữa, đi về. Thì đấy là chúng ta thấy rằng nó có kết quả chứ không phải không. Đó, nhưng mà cái kết quả đó nó được chính thức chưa thì chưa, nhưng mà với kết quả, và kết quả rất là nhiều, nhiều người được sống lắm. Ta thấy những người bình phục đó. Cái nghiên cứu mới nhất mà tôi mới đọc ngày hôm nay đó, thì ở New York có khoảng, ta lấy khoảng trên 1.000 người đó thì đã vào bệnh viện đó, thì cái số cấp cứu thì cũng cao là 200 mấy chục người, thì cái số khỏi bệnh chết cũng có, nhưng mà khỏi bệnh cũng là nhiều. Thì do đó chúng ta thấy là nó có kết quả chứ không phải không, nhưng mà chính thức thì hiện tại chưa có. Bây giờ nhắc đến cái việc mà ông Tổng thống Trump đó, ông điều trị, không phải là điều trị, cái đó là ông uống mỗi ngày, ông nói là ông uống mỗi ngày một viên để mà kêu là ngăn ngừa. Thì thật sự cái đó là trên nguyên tắc đó, thì nó có lý, nhưng mà với điều kiện là phải có một bác sĩ. Do đó thì nghe nói là ông bác sĩ ở trong tòa ốc đó là ông ấy đề nghị như thế, không phải đề nghị, bảo nếu ông muốn thì cứ việc uống thôi. Thì theo tôi thấy đó, thì hôm trước đó thì tôi cũng có trong một cái buổi màn đàm với lại một số bác sĩ, thì tôi có nói là Việt Nam của chúng tôi hồi xưa là mỗi ngày chúng tôi uống 2 viên, mỗi tuần uống 2 viên, thì bây giờ chúng ta cũng có thể áp dụng được, mà uống cái đó nó có thể cả năm không sao cả, chứ không phải là uống là bị side effect gì đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải theo dõi. Theo dõi cái gì? Theo dõi nhất là cái nhịp tim nó có cái gì trở ngại không. Nếu có đó mà nó nguy hiểm thì chúng ta ngưng, còn nếu nó không nguy hiểm thì cứ tiếp tục, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn cấm, không cấm cái đó. Hiện tại là không có cấm, nhưng mà vẫn ăn thua là do cái bác sĩ đó người ta điều trị đó. Thí dụ như là nếu mà trường hợp mà ở các cái nước, vì tôi biết chắc chắn đó, ở những các nước nghèo bây giờ đó, họ điều trị ngoài ra là các nguyên thủ quốc gia họ uống cái thuốc đó, họ uống để ngăn ngừa. Chúng tôi là có thể chết, có thể là bị mắc bệnh, không có gì cả, không có thuốc chủng cả, thì chẳng thà đó là cứ tiếp tục dùng, nhưng mà nó không có độc nhiều lắm đâu. Cái thuốc sốt rét có thể điều trị cả năm đó. Rồi cái thuốc còn cái chính thức đó, về COVID-19 thì chưa có chính thức, nhưng mà ta kêu là off-label, vẫn điều trị như thường. Thì ở trong ta có hướng dẫn đàng hoàng trong vòng 7 ngày hoặc là 10 ngày đó, và ta nghiên cứu rất là kỹ cái nhịp tim hoặc là những cái side effect, thì cũng có thể điều trị được, còn hơn là mình cứ để nó chết. Vì thế điều trị này phải có cái sự giám sát chặt chẽ, theo dõi và chỉ định của bác sĩ, chứ không phải là tự mình. Không nên tự mình, không bao giờ nên tự mình mua thuốc rồi mình uống. Thứ nhất là thuốc đó có thể thuốc giả, thứ hai là uống có thể mà mình không theo dõi rất là nguy hiểm, phải không ạ? Đó, người ta nói là không bao giờ uống quá 2 mg, 2 gram một ngày, tức là cái viên mà hydroxychloroquine nó là 200, chloroquine là 200 mg, thì coi như là người ta điều trị sốt rét á, ta uống là ngày đầu bắt đầu uống á, là có thể là uống 4 viên, uống 4 viên 800 mg, 6 giờ sau người ta uống giảm phân nửa, 24 giờ sau người ta giảm đi trong vòng 2-3 ngày, đó là diệt luôn cái bệnh sốt rét đó. Thế không, người ta điều trị như vậy. Còn cái mà như nãy là tôi đã nói đó, để mà đề phòng đó là sốt rét đó, thì người ta uống cứ mỗi tuần là uống 2 viên vào trong một ngày nào đó, thì đấy là cho cái bệnh sốt rét. Còn cái bệnh này nếu mà các bác sĩ người ta cảm thấy ok, uống một ngày 1 viên, thật sự đó không, nó không có hại gì nhiều, với điều kiện là phải có bác sĩ theo dõi. Có nghĩa là chúng ta theo dõi cái EKG dễ lắm, phải không? Cái tim thì đo chút xíu, chừng 5-3 phút là xong thôi. Thì đó là những cái điều đó, thì do đó nhiều người ta cũng đã bàn luận rất là nhiều về cái chuyện tổng thống, nhưng mà cũng đó là vấn đề nó có tính cách chính trị một đôi chút thôi. Còn ngoài ra thì thực tế đó, ta kêu là off label, có thể điều trị được, nhưng giờ xin nhắc lại là phải được sự hướng dẫn, sự kêu là theo dõi chặt chẽ của những giới chuyên môn của bác sĩ, chứ không phải là ai muốn uống là uống đâu. Ngay như chúng tôi đó là bác sĩ ngoài này, chúng tôi cũng không có dám mà ghi toa để người ta làm, người ta uống cái hydroxychloroquine. Điều trị con này phải một trung tâm, nhưng mà đối với điều trị sốt rét chúng ta có thể ghi toa được. Thì chúng tôi có những người bệnh nhân đó, họ đi về Phi Châu, nơi đó đó là có sốt rét, thì chúng tôi có thể ghi toa cho họ uống cả tháng, 2-3 tháng cũng được, không sao. Nhưng mà với COVID-19 thì bác sĩ cũng không nên là chưa được. Mình bác sĩ ở mấy trung tâm đặc biệt thì họ có thể. Cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều về những thông tin liên quan tới thuốc chống sốt rét. Ký ninh đó, mà mọi người đang bàn luận nó có thể giúp cho Covid hay không, thì mọi chuyện bây giờ nó cũng là đang diễn tiến nha quý vị, chưa có câu trả lời dứt khoát. Thưa quý vị, cũng nói về thuốc chống Covid-19 thì cũng có một số cuộc nghiên cứu cho thấy là cái thuốc statin mà thường thấy trong những cái loại giúp hạ cholesterol đó, thì cái thuốc này người ta tìm thấy là nó cũng có một số ít những cái tính năng nó giúp cho cái mức mà COVID lây nhiễm đó, nó giảm đi, nên những cái triệu chứng giảm đi ở người lớn tuổi, ở những bệnh nhân lớn tuổi, thì xin bác sĩ Hội cho biết những cái thông tin chính xác nhất là nó giúp giảm những cái triệu chứng như thế nào và vì sao mà nó giúp được như vậy? Và thì trước hết là xin nhắc lại, tất cả những cái này đều là sơ khởi hết, chứ chưa có cái gì kêu là xác định chắc chắn cả. Do đó thì chúng ta chỉ biết thêm vậy thôi, chứ chúng ta cũng không phải là tự chúng ta để mà chúng ta điều trị cái đó. Thì đó, khi mà chúng ta có cái statin ấy, statin là cái thuốc trị cholesterol cao, cholesterol cũng như là cái chất mỡ ở trong người đó, thì cái statin đó nó cũng thể giúp cho những cái tác dụng mà để chống virus của những cái thuốc khác đó. Thành như thế đó là do những cái nhà chuyên môn, những bác sĩ chuyên môn họ có thể áp dụng, thì để chúng ta biết, để mà cho vui mừng là biết rằng là có những phương pháp làm thế nào để mà giúp cho cái cơ thể của chúng ta chống lại cái con COVID-19 đó, thưa quý vị. Dạ vâng, cái statin này thì mình nghe rất nhiều, là vì dùng để mà hạ cholesterol đó, thì người ta thấy ở một số bệnh nhân cao tuổi thì dùng cái thuốc statin này trị COVID đó, thì thấy là những người đó bớt cái triệu chứng nặng, bớt cái triệu chứng hơn là những người không dùng. Thì đó là những cái khám phá từ nghiên cứu, nhưng mà vẫn phải cần thời gian, cần phải có thêm số đông nữa thì mới xác định được câu trả lời chính xác. Dạ, lúc này có những người thắc mắc rằng là trẻ em có bị COVID hay không, thưa bác sĩ? Thì chương trình tuần rồi chúng tôi có dành một chương trình nói về những cái triệu chứng viêm lạ ở trẻ em liên quan tới COVID. Dạ, thì bây giờ xin mời bác sĩ Hội. Thì lúc trước đó thì cũng có những tin tức nói rằng là trẻ em không bị, nhưng bây giờ đó thì trẻ em cũng mắc, nhưng mà nó ít hơn. Và người ta nói trẻ em dưới 9 tuổi chẳng hạn, có một số tuổi nào đó mà cái trẻ em dưới cái tuổi nào đó thì nó khác với lại cái trẻ em mà nó kêu là tuổi teenager đó, những cái tuổi adolescent đó, thì hai cái đó nó khác nhau. Thì nói chung rằng là cái trẻ em thì tương đối là ít hơn người lớn, nhưng mà không có nghĩa rằng là không bị. Do đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Do đó mà người ta nghiên cứu như thế để người ta giải quyết những cái trường hợp mà cho học sinh đi trở lại học đó. Tuy nhiên người ta vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang, cũng vẫn phải có những ngăn ngừa bằng cách là để social distance ở trong xã hội. Do đó thì chúng ta có những trẻ em ít hơn cũng là cái mừng, rất là mừng. Cũng như là cái người bây giờ đến người có thai chẳng hạn, thì cũng là không có cái nguy cơ cao. Hồi xưa chúng ta nghĩ là cái người có bầu có thai đó là bị nguy cơ cao, nhưng mà thật sự bây giờ thì lại không có nguy cơ cao, cũng có nhưng mà nó không nguy cơ cao. Đó cũng là tin mừng, bởi vì thường thường đó virus ấy, mà nó tấn công cái người phụ nữ thai phụ đó rất là nghiêm trọng lắm, thì bây giờ cái này thì lại tương đối nó nhẹ hơn. Đấy cũng là cái mừng cho chúng ta, nhưng mà tất cả cũng đều chỉ là mới sơ khởi thôi, thưa tất cả quý vị. Quý vị muốn tìm hiểu về cái loại COVID mà nó tấn công những cái trẻ em ở những cái loại dạng thức nào đó, thì chương trình tuần rồi chúng tôi có một cái buổi nói chuyện với lại bác sĩ Nhi, mà ông ta đã giải thích rất rõ về cái việc là thấy những cái sự liên hệ giữa COVID-19 với những cái triệu chứng viêm lạ ở trẻ em. Cái triệu chứng viêm lạ này nó tương tự như bệnh Kawasaki trước đây đó, mà hiện bây giờ số ca nhiễm càng ngày càng nhiều, cái số trường hợp mà bị cái viêm lạ này càng ngày càng nhiều, cho nên là ở giới chuyên môn ở Mỹ họ cũng đã báo động và họ yêu cầu các bác sĩ ghi nhận và báo cáo tất cả những trường hợp như vậy để họ theo dõi thường xuyên. Thì quý vị có thể theo dõi lại chương trình nói về cái viêm lạ ở trẻ em liên hệ tới COVID mới tuần rồi nhé. Dạ vâng, quý vị có thể dùng những cái từ chính tìm ra ở trên Facebook của VOA Tiếng Việt, ở địa chỉ VOA Tiếng Việt, hoặc là YouTube của VOA Tiếng Việt. Cảm ơn quý vị. Và một câu hỏi nữa, bác sĩ giải thích hai cái triệu chứng quan trọng mà các chuyên gia y tế khẳng định 99% bị dính COVID ngoài sốt và ho. Hai triệu chứng đó là mất khứu giác, mất vị giác. Xin bác sĩ giải thích dùm tại sao có những triệu chứng như vậy. Thì những cái triệu chứng đó, sau khi mà thời gian bây giờ người ta thấy rằng là chắc chắn đó là đa số đó là sốt. Đa số là sốt. Thứ hai đó là cái ho đó, không phải tất cả mọi người đều ho đâu, cũng có thể là khoảng 60-70% thôi. Nhưng mà cái sốt đó nó lên rất là cao, đúng, ai thường là nó bị sốt cả. Rồi có những triệu chứng mà bây giờ nó có những triệu chứng khác đó là tiêu chảy. Đó, lại có một số những người tiêu chảy rất là nặng. Thì cái người y tá mà tôi nói chuyện là người Việt đó là bị sốt, đúng, nhưng mà ho là ho rất ít thôi, nhưng mà tiêu chảy dữ lắm, cả tuần lễ vậy đó, thì cuối cùng họ phải đi vào trong bệnh viện mà nó kiệt sức mình nghe. Thì do đó nó có những cái triệu chứng. Rồi ngoài ra lại có những triệu chứng về thận, nó tấn công cả thận nữa, nhưng nó không nhiều, nhưng mà có, cũng như là kể cả về tim đó. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng là phải như vậy mới là bị Covid-19. Không phải như vậy. Chúng ta phải biết rằng nó có những cái triệu chứng mà nhiều khi người ta chưa biết. Thì bây giờ đó, thứ nhất là sốt. Chúng ta cảm thấy khi mà có sốt đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Ta phải coi bình thường tự nhiên khơi mà chúng ta bị sốt đó, nó phải có một cái lý do nào đó đó. Mà nhất là chúng ta gần gũi với lại cái môi trường mà bị cái bệnh Covid-19 đó, thì đương nhiên chúng ta nên nghi. Rồi ngoài ra đó, hồi xưa người ta nói là phải sốt với lại ho thì người ta mới cho thử, thì bây giờ không. Bây giờ nghi ngờ đó là người ta có thể cho làm xét nghiệm liền. Thế thưa quý vị, thì do đó nó cũng nhiều muôn mặt lắm. Càng ngày thì người ta tìm ra được nhiều cái triệu chứng mà trước đây thì người ta nghĩ là không có. Thì dạ, đó là những điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Triệu chứng là mất vị giác, mất khứu giác là một trong những cái triệu chứng mà người ta... Đó cũng là một, đúng là mất khứu giác đó. Thì tôi có biết mà cái người cũng Việt Nam nhé, là vợ của cái ông đó đó, thì cũng bị mất khứu giác. Chính cái người vợ mất khứu giác, nhưng mà cuối cùng người ta khỏi, người ta trẻ hơn, người ta khỏi. Nhưng mà để là cũng về sau thử là đúng positive, mất khứu giác không, với lại có thể hơi sốt chút, nhưng mà thử đó thì là dương tính đó. Bây giờ là khỏi. Đó là cũng mừng. Trong nhà đó có ông cụ 88 tuổi nhưng mà ông lại không có bị. Ông không bị bởi vì ông tập thể thao, ông ăn uống rất là cẩn thận, ông này kia, thì ông lại không bị. Trong khi cái ông y tá kia thì đi làm đó, thì tiếp xúc với người bệnh nhân nhiều quá nên bị. Về người nhà cũng bị nhưng mà ông cụ lại không bị. Đấy, thành ra có những cái trường hợp đó chúng ta cũng đặc biệt như vậy. Thì chúng ta cũng, đấy là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó cũng muôn mặt lắm. Nó không dứt khoát là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, bởi vì chưa có những cái nghiên cứu sâu rộng và lâu dài đó, thưa quý vị. Dạ, nhưng mà với câu hỏi là vì sao những cái triệu chứng này lại có thêm là mất khứu giác và mất vị giác, Covid-19 tại sao nó gây ra hai cái triệu chứng đó, thì chắc là cũng khó trả lời, tại vì thì bây giờ cũng chưa trả lời được. Nhưng mà có thể là cái niêm mạc ở trong lỗ mũi của chúng ta bị tấn công. Do đó người ta thử là người ta dùng cái cotton, chứ là cái ấy đó, ta xót vào trong đó, ta ngoáy ở trong đó, thì chính nó tác dụng lên cái niêm mạc đó, nó kêu là mucosa đó, cái niêm mạc đó. Thì có thể như vậy chứ người ta chưa có biết như thế nào. Người ta chỉ biết có thể tấn công vào những cái dây thần kinh của cái khu ở mũi, do đó người ta không cảm thấy, người ta khứu giác không có nữa. Vâng, thì đấy là những cái điểm mà nó hơi lạ. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có những triệu chứng giống nhau đâu. Nhưng mà cái sốt là đúng, cái sốt là đương nhiên là tất hầu hết mọi người đều có sốt, và người hơi ẻo ải và biếng ăn. Đấy, những cái đó là thông thường của bệnh cúm đó, thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Chúng ta đã quá thời gian dành cho chương trình, và cũng vừa rồi là chúng ta cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi cũng như những cái lời giải đáp để giúp quý vị có thể cập nhật thông tin mới về Covid-19. Và chúng tôi sẽ tiếp tục những cái chương trình như thế này hàng tuần, tối thứ Tư, bắt đầu từ 10h30 tối giờ Việt Nam. Và xin mời quý vị đón xem thường xuyên. Còn rất nhiều những câu hỏi về Covid-19 và rất nhiều những cái khám phá mới hàng ngày, chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu và cập nhật thông tin trong mỗi lần gặp gỡ như vậy hàng tuần. Mong quý vị đón xem thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Tuần tới mình sẽ tiếp tục bàn về những cái chứng bệnh liên quan tới Covid-19. Hiện bây giờ người ta đã xác nhận là Covid-19 không chỉ là gây bệnh sưng phổi mà nó còn nhiều bệnh khác nữa. Mời quý vị đón theo dõi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại bác sĩ vào tuần tới. Dạ, kính chào toàn thể tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn Đài Hoa, cảm ơn cô Trà My. Dạ, Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị.